các bạn hãy nhấn like, chia sẻ clip và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo nha. Xin chào các bạn, Phương Baby trở lại rồi đây. Như clip trước thì mình chưa nhận được nhiều phản hồi, comment từ phía các bạn. Nên hôm nay mình tự làm một món do tự mình nghĩ ra, đó là món trứng vịt lộn. Các bạn đi theo mình nhé. Let's go nào. Nãy mình có đi ra chợ và mình lựa chọn được chục quả trứng vịt lộn. Và bây giờ mình sẽ luộc, ăn. Đi luộc. Chúng ta sẽ phải lấy một lượng nước vừa phải sắc mặt trứng và cho trứng vào. Mình đã chuẩn bị xong bếp và bây giờ mình sẽ đặt nồi trứng lên bếp. Bạn nào muốn cho trứng nhanh chín thì có thể cho một ít muối vào nhé. Mình đang quạt để cho nó nhanh chín. Các bạn thấy quả trứng chưa? Trứng vịt lộn này có rất nhiều dinh dưỡng và đặc biệt là các bạn nào mà có người yêu thì nên ăn nhiều rồi nhé. Các ông hiểu ý tôi rồi đấy. Một ngày thì các bạn không nên ăn nhiều quá, các bạn chỉ nên ăn từ 1 đến 2 quả để tránh bị thừa dinh dưỡng nha. Các bạn luộc trứng thì các bạn luộc từ 15 đến 20 phút thì sẽ ăn được. Các bạn nên ăn luôn bởi vì ăn nguội sẽ bị tanh, khó ăn. Các bạn nên ăn nóng, vừa mới luộc xong nên ăn luôn. Đã qua 20 phút, bây giờ các bạn xem là trứng đã chín nhé. Chín rồi nè. Mình vừa luộc trứng xong và bây giờ đến phần ăn trứng. Các bạn cùng ăn với mình nhé. Để ăn trứng thì cần có gia vị là rau răm và gừng. Thank you.
trong quả trứng ấy thì mình thích ăn nhất là cái cùi này, bởi vì ăn nó kiểu sật sật ấy, giống như kiểu cùi dừa ấy, ngon lắm. Bạn nào mà ăn mặn ấy thì cho thêm muối, còn tớ thì tớ ăn như thế này là đủ rồi, vừa rồi. Bây giờ mình đang ăn quả thứ hai, mình sẽ ăn hết 8 quả này. Các bạn xem mình ăn nhé. Rất là ngon. Ăn rất là ngon luôn các bạn ạ. Bạn nào mà ăn được 8 quả trứng giống như mình thì comment xuống bên dưới nhé. Còn bạn nào mà ăn được 10 quả thì cho mình gặp mình bài đáp sư phụ. Thực sự thì tớ cũng không ăn được chục quả đâu, nhưng mà đây là xác trứng. Bạn nào muốn ăn thi với mình thì comment xuống bên dưới nha. Bạn nào biết món nào độc lạ thì hãy comment xuống bên dưới. Nếu comment đấy được nhiều like thì mình sẽ mời đi ăn cùng mình. Bạn nào mà đi ăn ngoài trời giống như mình thì nhớ mang theo cái thuốc chống muỗi nha. Chào các bạn, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.